Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho các bạn về gieo trồng tại nhà hữu công mà các bạn còn theo dõi nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách nhân giống ngò gai. Thì ngò gai này mình ươm rồi ươm bằng hạt. Mình lấy hạt dạ, mình rải láng lên ngoài vườn. Bây giờ nó lên rồi. Mà quan trọng là cái cách nào để mình lấy, mình nhân giống ra chỗ khác. Tại vì cái này trong vườn nè, cái gì đặt trong vườn mình nhân giống chỗ khác để tiện chăm sóc, tiện thu hoạch. Thì mình nhổ như thế nào và các bạn xem nè. Muốn cho nó sống 100% thành công thì các bạn bứng luôn, lấy luôn cái bầu đất nó luôn, thì như thế sẽ trồng lên 100% luôn các bạn nè. Nguyên cái vườn đá vàng của mình rải láng trong đây, bây giờ nó mọc láng lên trong đây. Mà như vậy thì chăm sóc nó khó, thu hoạch nó khó, cho nên mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách bứng như thế nào để trồng cho nó chất lượng. Và đây cách là như thế này, bứng luôn bầu đất như thế này, trồng bảo đảm tốt luôn, nó không có suy miếng nào hết. Và tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, mình bứng vậy rồi bây giờ mình chọn đất nào mình trồng. Thì hai loại, thứ nhất là các bạn ươm luôn xuống nước hoặc là ươm trên cái chỗ cạn. Nhưng mà quan trọng là đất trồng nha, phân chuồng trộn với đất tự nhiên vậy chúng ta sẽ trồng nó sẽ siêu tốt nha các bạn. Nhưng mà quan trọng nữa là cái này nó chịu nước, cho nên các bạn lúc nào cũng để nước ẩm ướt như thế này, đừng để nó khô nha, nó khô thì nó sẽ bị vàng lá, và như thế thì nó không có nhảy con được. Và như giữ chặt gốc. Còn có bạn hỏi mình thu hoạch cái ngò gai này như thế nào, thì có hai cách để các bạn thu hoạch. Nếu các bạn tận dụng cái gốc này để sử dụng nữa thì các bạn tét lá xung quanh, còn thứ hai thì các bạn nhổ lên y vậy luôn. Có hai loại nha. Và cái này mình dâm xuống cái chậu đất ở dưới. Thì cái chậu này mình để mình chuẩn bị để mình trồng ngò ôm. Ngò ôm cũng phải trồng nước vậy nè. Còn này trồng ngò gai cũng phù hợp luôn. Các bạn cứ trồng như thế này, chỗ bùn đất như thế này thì ngò gai và ngò ôm nó đều phù hợp. Thì phương pháp này cũng không có mới, cũ thôi.
Nhưng mà mình chia sẻ lại cho các bạn, chúc các bạn thành công nha. Chào tạm biệt các bạn trong các video sau. Bye bye.